Audio Jungle. Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì clip hôm nay á, mình công tác ở bên trái cây theo mùa lắc, quay cho con xem về cái việc mà đi thăm vườn và hướng dẫn cho cô Tâm ở xã Phan Rang, huyện Karambuk, tỉnh Đắk Lắk á. Thì cô có trồng gần 300 cây bơ bút, thì trong đây có những cây bơ 2 năm, 1 năm và 3 năm, thì rất là nhiều loại. Thì qua công tác kiểm tra thì giai đoạn này á, thì giai đoạn vào mùa mưa nên cái vườn của cô Tâm này á thì cũng đã bị một số bệnh, như là bị bệnh xì thân, thối thân. Thì cái đây mình quay qua xem, thì cái bệnh này hầu như tất cả bà con ở trên năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta đều hay bị, nhất là vào mùa mưa. Nên mình quay để nhất là bà con chúng ta những vườn mà hay vét vôi á, thì cái đặc điểm mà cái dấu hiệu để nhận biết cái triệu chứng của cái cây mình nó bệnh rất là khó. Nên qua đây mình bà con công tác là thường xuyên thăm vườn, kiểm tra như chỗ gốc hạt thân á, có những cái vết đen nhỏ nhỏ và có nước nó xì đen ra rất là ít, có thể là cây chưa bị xì và cây bị xì á, thì con kiểm tra kỹ càng. Và có những cái dấu hiệu là cái trên cây nó biểu hiện có thể là vàng hay là cái sinh trưởng nó kém á, thì bà con kiểm tra cho mình là một là rễ, hai là thân, kiểm tra có bị xì không. Đây là vườn của cô Tâm, đây mình đang tiến hành công tác là kiểm tra về cái bệnh xì thân thối gốc. Thì cái bệnh này thực chất ra thì bà con ta đã gặp rất là nhiều, hầu như ở trong vườn của bút ai cũng gặp hết rồi. Thì đây mình chỉ quay và nói sơ lại cho con về công tác là xử lý. Thứ nhất là bà con cạo sạch cho mình lớp vỏ đi. Và cái hai, bà con có thể mua thuốc nấm quét cho mình, có thể là mancozeb bà con quét cho mình, thì quét khoảng cỡ 2 đến 3 lần á, quét cho đặc cho kỹ vô. Thì con quét khoảng cỡ 1 đến 2 lần á thì nó sẽ bớt luôn. Thì hiện tại những cái bệnh mà trên cây bơ bút á, hầu như là mình cũng chia sẻ cho bà con rất là nhiều rồi. Thì về cái phương pháp mà phòng và chữa bệnh á, thì vào mùa mưa mình cũng khuyên á là con nên để gốc nó thông thoáng, không nên được ẩm mốc vì rất là dễ xảy ra bệnh nè. Cái thứ hai là ngập úng thì gây ra hiện tượng là thối rễ. Thì đó là những cái bệnh mà cơ bản mình nói trên cây bơ bút. Thì đối với những cây bơ bút á, thì bà con cũng phòng cho mình là cái côn trùng kết thúc nha. Nhất là mọc lục cành, khi bà con trồng sen trong cà phê á, thì sẽ gây ra tình trạng là trong cây bơ chúng ta nó xì ra những cái bọt trắng trắng á. Nếu bà con chúng ta không chữa thì nó dễ bị thối và gây chết luôn cây bơ. Hoặc phòng á, thì khi mà mọc lục cành nó gây hại hay là bọt xít gây hại á, thì ngọn bơ chúng ta nó sẽ bị đơ đi và không phát triển được. Thì đó là hầu như những cái mà mình đã nói tất cả clip. Thì dạo này là cũng trong mùa mưa rồi, mình khuyên mà con lại lần nữa là bơ bút chúng ta nên đắp mô cao lên, hoặc là cho chế độ thoát nước, đừng để bị ngập úng ở trong bồn là thứ nhất. Và cái thứ hai là mỗi cây đọt ra thì bà con cũng luôn luôn phòng cho mình cái bộ xít mũi, để tránh tình trạng mà bộ xít cái chích trên ngọn, để cho làm hoa chúng ta bị kém đi. Thì toàn bộ là cái vườn này mình quay của cô Tâm ở xã Phan Rang, huyện Karambuk, tỉnh Đắk Lắk. Thì hướng dẫn cho chị về công tác tỉa cành, tạo tán, phòng bệnh trên cây bơ bút và một số cái cấp bón phân cho cái năm mới 2019. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tất cả các video tiếp theo cho con xem về cây bơ bút. Xin cảm ơn bà con ạ. Vì trong thời gian này là mình cũng rất là bận nên không có ra clip mới nhiều cho bà con, nên bà con thông cảm cho mình nha. Xin cảm ơn bà con ạ.